con trai là răng đều đẹp với chị. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ ta giới thiệu về mình, mời bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Rồi, chào bạn gái ạ. Em tên là Phạm Văn Khang. Em hiện tại đang công tác ở Bình Dương. Em gốc ở Hà Nội. Em năm nay 29 tuổi. Làm nghề gì Khang? Em làm nhân viên văn phòng. Mời bạn nữ. Dạ chào chị Cát Tường. Em chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ chào tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Đặng Thanh Vi. Em 28 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại ạ. Hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Thì hai người cũng gần gần nhau đúng không? Dạ chị ơi, em thường thường là em hay xuống Biên Hòa uống cà phê và chơi với bạn bè em ở dưới thành phố Biên Hòa. Rồi hỏi bạn gái coi là nhà ở đâu, có gần nào? Không? Bạn gái ở khúc nào ở Biên Hòa bạn? Biên Hòa thì hiện tại em đang ở gần cầu Hóa An ạ. Vậy là mình cũng hay qua cầu Hóa An mà. Đúng rồi đó. Chị hẹn ở cầu đi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mọi người nói là em có cái mắt đẹp, với lại là em hát hay, em nấu ăn giỏi. Cái nấu ăn thì mình chưa biết, nhưng mà hát hay thì mình phải thưởng thức đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho bạn gái. Dạ em xin hát tặng mọi người bài hát Ây da Ây da. Trời ơi, chưa gì Ây da mà em. Rồi hát đi em. Ây da Ây da, Ây da Ây da, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da Ây da, Ây da Ây da, đắn đo chị đến sau này cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Ây da Ây da. Hát đáp lại bài liền. Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút sao động. Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hướng hờ. Dạ, để em xin hết ạ. Dạ. Được rồi. Được, cặp đôi này về đi hát với nhau được. Đó là điểm mạnh ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em ăn rất là nhiều. Em ăn có thể là nói chung là ăn cả ngày cũng được. Nói chung lúc nào cũng phải có đồ ăn cho em. Trời đất ơi. Với lại em ngủ rất là nhiều. Em ngủ nhiều, với lại em đang ngủ em không thích ai kêu réo em gì hết, cứ để cho em ngủ, kêu làm dậy em quậu á. Với lại là em rất là lười tập thể dục. Và không sợ bể phọt hả? Dạ không, tại vì em nghĩ là nếu mà người ta thích mình thì người ta sẽ thích hết tất cả của mình. Còn nếu mà người ta không thích thì thôi. Em rất là đơn giản, em không có điệu, không biết làm đẹp. Gọi là cái kiểu mẫu người phụ nữ cho gia đình á, em thích làm việc nhà. Em thích nấu ăn cho người yêu của em thích giặt đồ cho người yêu của em. Hay quá. Điều đấy là em đang tìm đấy. Đang tìm dạ, hả? Dạ, dạ. Em có ưu khuyết điểm gì nói cho bên kia nghe luôn. Ưu điểm thì chắc là hay cười, sống chân thật. Còn nhược điểm thì chắc là hơi một chút nóng tính. Anh ơi em không thích người nóng tính đâu nha. Không anh sửa được rồi mà, hiện tại bây giờ là anh sửa. anh không sửa là anh phù hợp với em luôn á. Anh sửa rồi mà, anh sửa. Dạ anh cho em hỏi là anh có hút thuốc hay là uống rượu gì không ạ? Bọn anh thì có nhậu một chút. Và anh thì cũng hút thuốc, nhưng mà nói chung là hiện tại cũng đang bỏ. Một ngày thì chỉ hút tầm 1-2 điếu, có như hầu như là mấy ngày nay là em không hút. Cũng đang cố gắng bỏ, sẽ được kiểm tra. Mình hãy nói một chút xíu về con đường tình của mình thế nào, nó lận đận ra sao bạn trai? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm anh. Thời điểm đấy thì bạn nữ thì bạn muốn lập gia đình, nhưng mà em thì lúc đấy công việc nó chưa ổn định. Tạm thời em muốn là thêm một thời gian nữa. Thì cuối cùng là bạn nữ lập gia đình, còn thì bọn em chia tay. Bây giờ ổn định chưa? Dạ bây giờ ổn định rồi. Bạn gái mình tình trường mình như thế nào? Dạ em cũng có một mối tình chính thức và mười mấy mối tình nhỏ nhỏ. Trời đất ơi. Nói nhỏ là sao mà mười mấy? Người ta cũng thích em cũng mới thích người ta, nhưng mà trong vòng ví dụ một tháng tìm hiểu mà cảm thấy không hợp là chia tay liền luôn. Còn cái mối tình mà chính thức là bao lâu? Dạ cũng 3 năm á chị. Rồi sao 3 năm mà còn chia tay? Nói chung là anh đó kiểu thấy cái lăng nhăng á chị, với lại là em có cái tật là em thương ai là em thương người ta nhiều quá, xong rồi đâm ra người ta chán á chị. Cái ngày nào giống như kiểu là ngày nào em cũng nói anh ơi em thương anh quá vậy đó. Hỏi ảnh coi, ngày nào em cũng nói vậy ảnh. Ví dụ ngày nào em cũng nói em thương anh nghe anh có mệt không anh? Không, anh rất thích nghe những lời con gái nói như vậy. Dạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Bạn trai của em phải cao hơn 1m65. Anh dư, anh có dư ạ? Anh có tròn người mập mập không ạ? Em không thích con trai ốm. Thân hình anh thì tương đối là cân đối. Anh nghĩ vậy. Chung càng mập em càng thích, càng mập thì ôm nó mới sướng. Em thích con trai là răng đều đẹp với chị giống em vậy nè. Đó, tươi tươi vậy nè. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Em thích con trai lãng mạn, chiều chiều bạn gái. Cái này anh đáp ứng được.
có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ có, giống chú Huyền Linh á, tướng người bự bự vậy á, để bảo vệ cho em. Wow. Giọng á, nhưng anh ấy đẹp trai chú nhiều. Tóc tai sao? Tóc dạ, tóc là phải gọn gàng sạch sẽ. Em không thích con trai mà để móng tay đâu. Mặc quần áo giống như là quần rinh, áo thun, giày thể thao. Hoặc là anh mặc áo sơ mi với lại quần tay thì phải cái kiểu hiện đại. Chứ đừng cái kiểu mà quần mà kéo lên tới nách là em không thích rồi đó. Quần mà sao kéo lên tới nách dữ vậy? Hồi xưa xưa người ta mặc vậy á chị. Có người ta kéo lên tới lúc lên ngực luôn vậy nè. Trời đất ơi. Kiểu đó có hề sạc lô chứ ai. Chứ lại em không thích con trai keo kiệt đâu. Em có keo kiệt không? Dạ em không ạ. Anh nghĩ cô gái bên đây rất là cá tính, anh muốn xem mặt luôn. Dạ. Xinh quá. Nãy giờ chú nghe con nói hơi bị cá tính đó. Rất là... Con hiền lắm luôn á. Hiền phải không? Nhìn bề ngoài con vậy thôi chứ con hiền lắm. Ăn hiếp đàn ông lắm à? Không, thương lắm. Thương lắm hả? Dạ. Nói em thương anh suốt ngày à. Dễ thương nha. Dạ. Nhưng mà cũng rất là khó tính. Dạ đúng rồi đó, con khó chịu lắm á. Ai cũng nói con khó chịu quá nên ế á. Có yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Anh nói dễ thương không chú? À, cũng dễ thương. Nhìn đẹp trai hơn chú. Vậy là ngon lắm á. Ngon. Dạ. Ăn tay hay sao ngon. Rồi, được. Để chị coi. Nãy giờ bạn chưa có nói mẫu người bạn lý tưởng của bạn đó nha. Dạ. Em thích mẫu người con gái như thế nào em? Dạ em chào chị ạ. Dạ em thích người con gái kiểu truyền thống nhưng pha một chút hiện đại. Biết chăm chút về gia đình. Cô này là... Dạ có tiêu chí bạn ấy vừa nói là đúng. Em thấy là rất còn hợp cái gì nữa không? Ở khu vực Biên Hòa này, và Bình Dương và Thủ Đức thì hiện tại bạn ấy ở ngay gần cầu Hóa An. Mà em thì em chạy qua cầu Hóa An thường ngày luôn. Vậy là thuận tiện luôn đúng dạ, không? Vâng. Nhưng trước khi hỏi tiếp thì cho chị coi cái bàn tay có sạch sẽ. Dạ bàn tay đi chị. Ngon. Ngon, được. Thật. Ăn ngon. Bây giờ cổ này là cũng có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Dạ. Mà cái phọt cổ là cũng cái phọt là dễ béo. Dạ. Mà bây giờ em còn cho cổ ăn nhiều vậy rồi mai mốt rồi cổ bự quá rồi sao? Không, cái này em kiểm soát được mà chị. Có thể tập thể dục được mà. Cổ là miếng tập lắm, cổ không chịu tập. Không, em sẽ rủ đi em cùng chị mà. Chị ơi. À, thì chắc chắn là sẽ chưa gì hết trơn. Rồi, bây giờ bố mẹ mình đang ở đâu? Bố mẹ em thì đang ở ngoài Hà Nội. Là mình lập nghiệp ở trong này luôn đúng không? Em lập nghiệp trong này. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Được em. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị họ em ạ. À, chào chú Quân Linh, em chào chị Cát Tường. Em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương, đáng yêu. Tại Khang thích là người phụ nữ của gia đình nên bạn bảo là thích nấu nướng, thích là người phụ nữ của gia đình nên chắc là hai bên chắc hợp nhau. Rồi còn mình thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em có đi với ba mẹ em với anh chị ở dưới ạ. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường, cô là mẹ của bé Vi. Dạ cô thấy sao? Cậu bên đây cũng được, chữ phát, hiền lành. Thì nếu mà cậu đó với con mình thành đôi thì mình mong sao? Thương yêu con gái mình giống như mình thương yêu con gái của mình, nó là Út. Nên mình rất chiều chuộng con gái mình lắm. Nếu mà không chiều chuộng nó khóc hoài đó. Phải dẫn đi ăn hay là chiều chuộng dụ thì nó mới chịu, nó như con nít vậy đó. À, rồi. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Mời hai bạn. Tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có quà tặng anh. Cái này là quà em tự làm luôn á. À, em cảm ơn. Ừ. Vậy anh nhìn cái em tặng anh cái đồng hồ, anh có suy nghĩ gì không ạ? Cái này là cây đèn thần đúng không? Không, cái đồng hồ ấy là anh nghĩ. Anh nghĩ là em tặng cái đồng hồ cho anh thì nó có ý nghĩa gì ạ? Tức là thời gian. Chắc cũng sắp đúng rồi đó. Em gửi anh. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh thấy em sao ạ? Xinh, dễ thương. Thực sự là anh cũng đang muốn tìm một người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình ấy. Thì anh thấy em như vậy là anh thấy rất là tuyệt. Anh thì hiện tại gia đình anh vẫn ở ngoài Hà Nội. Thì anh sẽ cũng hay về đấy và hy vọng một ngày nào đó, một dịp gần nhất được đưa em ra Hà Nội, đi thăm thú tất cả các địa danh ở ngoài Hà Nội và ăn những món ăn đặc sản ngoài Hà Nội. Dạ, em cảm ơn lời mời của anh. Em cảm nhận sao về con trai miền Bắc? Thực sự thì em không thích con trai miền Bắc. Nhưng mà thấy anh nói chuyện cũng cái tiếng nghe cũng được. Thường thì em thấy con trai miền Bắc là người ta rất là chăm chỉ, người ta siêng làm việc. Nói đúng là con trai miền Bắc thì họ hơi khô khan. Với lại họ là hay nóng tính. Nhưng mà thực sự là bản chất là người con trai miền Bắc là họ rất có trách nhiệm với gia đình. Anh thì anh cũng rất thích làm cái việc nhà.
nên vậy. Hỗ trợ em trong khoản, ví dụ giả sử em mà nấu nướng thì em có thể là nhặt rau hoặc là bây giờ lau nhà này, hoặc là có thể đứng bên cạnh động viên chia sẻ, hoặc là sau này có con là chăm chút con. Thì những cái đấy là anh cũng rất thích. Dạ, vậy anh cũng giống em. Nếu mà có cơ hội quen nhau á, thì là anh chắc là anh sẽ sửa tính nóng tính đúng không? Tại vì với em á, là nói chuyện với em là phải nhẹ nhàng ngọt ngào. Còn nếu mà nóng tính thì em không thích. Thực sự là ngày trước thôi, chứ bây giờ anh cũng bỏ lâu mà riêng với con gái ấy, chẳng bao giờ anh nóng tính. Anh sợ nhất là con gái khóc. Thôi em là chùm khóc nhè luôn á. Vậy em nhõng nhẽo lắm. Dạ. Thì anh rất sợ điều đó nên anh không bao giờ để nóng tính hay là để ảnh hưởng đến người con gái mà cảm thấy tổn thương. Bên nhà thì ai quản lý kinh tế, chuyện tiền nong thế nào? Anh nghĩ sao anh? Tùy em thôi. Nếu mà em nhận cái này thì anh sẽ giao toàn quyền cho em. Và nếu mà thường thường thì người phụ nữ người ta sẽ quản lý chi tiêu tốt hơn người con trai. Rất tốt. Anh thấy cái câu chuyện giữa hai người rất là hợp nhau. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất dứt khoát, rất nhanh nhẹn, không đắn đo suy nghĩ chần chừ gì hết. Hai người nói chuyện nhau rất là hợp. Nào nắm tay đi các bạn. Hôn nhau. Nào xin, xin phép hai bác cho con hôn em gái. Dạ con xin phép hai bác ạ. Xin phép gì? Tự nhiên xin mà người ta cho chưa. Bác gái gật rồi ạ. Gật rồi, gật rồi. Chưa nói gì mà gật gì. Dạ, dạ con xin phép hai bác ạ. Cho con được hôn em Vi ạ. Nếu mà con chấp nhận đi đến tương lai với cậu đó thì con cho cậu đó hôn. Em nghĩ đây là cơ hội thì mình cứ cứ hôn đi. Chứ còn gì nữa. Còn đấy, tôi thấy tính cách con là hơi bị hay đấy. Quyết đoán. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox cụm rạp 212 đi chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất